Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đã có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 18m và được cái chiều nhà đúc kiên cố một trệt, một lửng và hai lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp, cũng như mình sẽ có tới 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Mình sẽ có một cái phòng thờ ở phía trước cũng như sân thượng ở phía trước của căn nhà. Và đây là khu vực mặt tiền chính bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến cho khách hàng. Cũng như cặp nhà mình thì được xây dựng theo phong cách hiện đại, rất là đẹp. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà mình. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu. Khu này thì mình có tầm cỡ khoảng độ 15 căn và đang xây dựng, cũng như mới xây dựng được có vài ba căn thôi. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn cặp nhà vừa mới được xây dựng xong để gửi đến khách hàng. Khách hàng đang có nhu cầu cũng như đang muốn sở hữu cho mình một trong hai căn nhà chỉ với giá 5 tỷ, hơn 5 tỷ một chút xíu, khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp. Thì khách hàng nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà. Nằm phía sau căn nhà là view sân banh rất là đẹp và rất là thoáng mát. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để giới thiệu khách hàng tham quan về một trong hai căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chủ nhà thiết kế rất là đẹp này. Thì căn nhà mình được thiết kế cũng như bảo vệ với hai lớp cửa. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bốn cánh phía bên trong được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly và di chuyển vào khu vực bên trong, là khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Thì với sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường cũng được cái chịu nhà ốp nhựa hoa văn đá rất là đẹp. Và khu vực ở phía dưới tầng trệt anh chị có sắm cho mình có một cái kệ tivi cũng như tivi tặng kèm, tivi 75 inch và hai bên mình có những bức tranh trang trí rất là đẹp. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và với căn nhà được thiết kế có tầng lửng thì đã được các chịu nhà di chuyển bộ bàn ghế sofa lên phía bên trên tầng lửng để gia đình mình để xe ở dưới khu vực tầng trệt này. Thì phòng khách mình sẽ rời lên phía bên trên tầng lửng căn nhà và di chuyển ra khu vực bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe và lan can thì được làm bằng sắt uốn hoa văn rất là đẹp và mặt đá hoa cương với hai tông màu đen và màu trắng. Đối diện cầu thang thì mình cũng có một cái mảng tường được anh chị ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển là khu vực phía sau là mình sẽ đến với khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ăn, bốn ghế được anh chị nhà sắm sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ an cường rất là đẹp. Và bên trong không gian phòng bếp được anh chị ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và thoáng mát. Phía sau căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có khoảng sân ở phía sau để mình ra bên ngoài vui chơi cũng như hóng mát. Và nếu gia đình có nhu cầu làm phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Căn nhà này mình có khoảng sân rất là dài ở phía sau nên mình có thể thiết kế làm phòng ngủ ở dưới tầng trệt, hoặc là mình có thể làm phòng để đầu tư cũng như mình cho thuê, rất là tuyệt vời. Và được anh chị thiết kế cho mình có một cái chòi ở phía sau căn nhà và đã sắm sẵn cho mình có một bộ bàn ghế để mình có thể ra bên ngoài vui chơi và hóng mát với khoảng sân sau của căn nhà. Căn nhà mình thì có khoảng sân sau này rất là rộng và được anh chị nhà thiết kế sẽ có một cái khoảng không gian để máy giặt và một cái nhà vệ sinh rất là lớn để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà được
thiết kế có khoảng sân ở phía sau rất là thoáng và rất là mát để gia đình vui chơi, và mình có thể làm phòng ngủ ở dưới tầng trệt nếu gia đình có nhu cầu. Mình có thể lên làm được 2 phòng ở dưới tầng trệt này, rất là rộng rãi và thoáng mát. Và mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong không gian phòng bếp căn nhà, để di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1, phòng khách tầng lửng của căn nhà. Thì quý hàng đang xem video, cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, cũng như để quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà chỉ với giá 5 tỷ 600 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh là quý hàng đã sở hữu cho mình căn nhà, nó có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 18m, và được xây dựng là ngang 4m2, sâu 11m, còn 7m phía sau thì đất được công nhận hết và nằm trong con đường dự phóng lên đến 12m phía sau căn nhà. Cho nên là mình chỉ được xây dựng phòng ở dưới trệt, hoặc là mình có thể là làm phòng trọ hoặc là sân để mình vui chơi và hóng mát. View sân sau căn nhà mình thì sẽ có một cái sân bóng mini ở phía sau căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Và đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong rất là đẹp, và chỉ với giá hơn 5 tỷ là quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 18m, và được xây dựng là 11m, và mình có một cái khoảng sân ở phía sau để vui chơi và hóng mát, cũng như mình có thể làm phòng ngủ cho người lớn tuổi dưới tầng trệt thì rất là thuận tiện. Và di chuyển lên khu vực lầu 1 căn nhà sẽ đến với không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Toàn bộ phòng ngủ bên trong căn nhà mình thì đã được các chị nhà full nội thất tặng kèm, rất là đẹp. Mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Phía trước mình có ban công, cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với phòng ngủ phía trước được các anh chị thiết kế cho mình, có giường rộng lên đến 1m8, rất là rộng, rất là đẹp, và tặng kèm full nội thất bên trong cũng như tủ quần áo tặng kèm. Và mỗi lầu thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng ngủ phía trước, phòng ngủ phía sau căn nhà, với nhà vệ sinh được ốp gạch đá cao lên kín tường, rất là sạch sẽ và rất là đẹp cũng như rất là thoáng mát. Và cặp nhà này thì căn bên trong thì đang có giá là 5 tỷ 500 triệu đồng, và căn bên ngoài, căn nhà đất Hoàng Tiến đang quay video cũng như giới thiệu đến khách hàng thì đang có giá là 5 tỷ 600 triệu đồng. Còn thương lượng với hai căn nhà có diện tích như nhau và được xây dựng tặng kèm full nội thất rất là đẹp. Và view phía sau căn nhà mình là sân bóng mini, sân bóng rất là thoáng và rất là mát. Đặc biệt khu vực ở dưới tầng trệt mình sẽ có khoảng sân ở phía sau để mình vui chơi cũng như trồng cây hóng mát, và mình có thể làm phòng ngủ hoặc là làm phòng để cho thuê thêm thì rất là tuyệt vời. Với khoảng đất phía sau thì không được xây dựng cao, nhưng mà mình có thể xây dựng khu vực ở dưới tầng trệt để mình kinh doanh. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 3 phòng ngủ chính, thì anh chị đã phun nội thất 2 phòng và anh chị trừ ra 1 phòng ở lầu 2 để gia đình mình có nhu cầu làm phòng karaoke, phòng sinh hoạt gia đình cũng như phòng làm việc thì rất là thuận tiện. Và với phòng ngủ lầu 2, phòng ngủ số 3 căn nhà mình cũng được anh chị thiết kế cho mình có cái nhà vệ sinh ở phía bên ngoài để mình tiện sử dụng cho gia đình với nhiều cái nhu cầu khác nhau của gia đình. Và đây là khu vực sân thượng ở phía trước, sẽ có một bộ bàn ghế gỗ và những cái mảng cây xanh trang trí cùng với hệ thống đèn
chiếu sáng và những mảng tường ốp 3D, ốp vẫy cá 3D trang trí rất là đẹp và được anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có một cái view cũng như là một cái khoảng sân để mình một khi mình lên sân thượng vui chơi và hóng mát, và mình cũng có làm thêm một cái xào để mình phơi đồ. Và với căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Và căn nhà này thì nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, gần với lại ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy Ích, thuận tiện nếu khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút mà và mình về sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh thì tầm cỡ khoảng độ 10-15 phút. Rồi video Nhà Đất Hoàng Tín ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.